shopnow.vn, à click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Aka xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Azenka. Sau khi mà mình có nhận được comment yêu cầu clip về vị tướng Azenka từ rất lâu rồi mà mình chưa làm được, thì hôm nay mình quyết định làm clip về Azenka. Bí quá các bạn ạ. Thật sự ra lúc đầu thì mình tính làm clip về vị tướng Amelie. Tại vì hôm qua có bạn ấy bình luận mà kêu là làm clip Amelie tặng em một rồi, sinh nhật vãi cả luôn. Thôi làm clip Azenka cũng được. Nói chung bạn ấy sinh nhật vui vẻ nhá. Ngó lành cành đào. Tại vì vị tướng đến khi các bạn có một sự thật nha. Đó chính là mình pick Azenka xong rồi mình mới tìm cái bảng ngọc pháp sư. Ui trời ơi, không có ngọc pháp sư. Đau lòng thế cái chứ, cái nick này nó không có ngọc pháp sư các bạn ạ. Quánh luôn, 3-12 luôn. Này, bê đít này, bê mông lên này. Ui dồi ôi, Amelie bạn đi chạy đuổi theo làm gì nhá. Chơi bảng con lông này. Ui dồi, thì mèo nào không đủ đam các bạn ạ. Amelie quay lại đánh vị tướng Connect là xong rồi, được một kill rồi. Thế cứ đuổi theo cái con tướng Zeal cơ. Đuổi nào được nó à. Amelie em giữ chiêu nào mà gọi là giống như là tốc biến đâu. Amelie nó có chiêu 2 nó lướt mà. Khổ ghê. Thế là Azil ra bạn cũng thoát. Đúng không? Rồi thêm gọi là Crash nó cũng thoát luôn. Đèn đi. Làm gì càng ghê? Làm cái gì vậy? Ủa đâu phải? Ôi trời ơi. Mizukoi hả? Ok. Chờ mình chút. Chờ mình chút xíu nha. Ok, mình đang tới đây. Sao rồi? Ghi đu lại quéo con cua rồi. Rồi xong mất luôn cái chỗ hả? Quay, quay thằng kia làm trò gì vậy? Khốn nạn. Hãy xem tới đây. Lên trời. Ủa ơi, đồng tê. 3-1 nó không chột cũng què đó. Làm sao? Chết nè. Đừng có giỡn mặt nha. Cái siêu 2 của vị tướng Azenka nó cũng giống như con chim của vị tướng Baina các bạn. Nó bay qua bay lại mà bay lại bay đi. Nè hất tung này. Ôi giời ơi, là ai chơi làm gì hả? Nói chơi làm gì là đi bệnh đầu thế nhờ. Azenka thì nó là cái con tướng mà khó chơi các bạn. Thật sự đây là một con tướng mạnh nhưng mà cực kỳ khó chơi. Ôi giời ơi, đóng băng kìa. Lên trời. Bê mông luôn. Chết nè. Azenka này nếu mà càng đông người nó lại càng mạnh. Tại vì các bạn biết sao không? Ui rồi. Lao nhau này, chém. Ủa không chém, không. Bạn lao vào như một vị thần xong rồi bạn cũng biến về thôi á. Chết nè. Đời kìa. Lên trời, bị hết cả mông ra. Tại vì cái chiêu 2 của vị tướng Azenka nó đập qua đập lại các bạn. Chết nè. Ôi đập thêm phát nữa là vị tướng ngư rồi, chết rồi. Trời ơi tiếc thế nhờ. Đập thêm phát nữa là vị tướng nhờ. Tèo na tèm bạn ngoéo con cua rồi đấy. Buồn đi. Mọi người đang xem clip của mình đăng ký kênh và ấn like ủng hộ giúp mình với nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Mình sẽ chat cho đồng đội mình nó tự tin đấy. Mít gánh anh em cứ yên tâm. Mặc dù 1-6 nhưng mà mình tự tin tỏa sáng nhá. Đấy, chơi là phải như vậy. Thế đấy mình ghê. Ui giời. Để xanh thì gánh lờ. Từ từ bình tĩnh, bạn cứ bình tĩnh. Của cuối trận Azenka nó mới thể hiện được cái tài năng của nó. Ui giời ơi. Xảo này. Ui giời xịt luôn á. Thế thì ghê rồi. Bạn đánh thế thì kinh quá rồi chứ đùa. Chơi nó anh em. Chơi nó Amelie, Murat. Thôi đi về hả? Không bánh thôi, đi về. Lên trời này, cái trụ ở đường dưới cho mình nhanh quá, mất sớm quá. Chưa gì đã mất rồi. Em giết thuê á. Đây. Lên trời nè, hãy xem tôi đây, choáng. Ôi trời, quá tốc. Tốc biến mà hụt mất tiêu các bạn ơi. Buồn thế cơ chơ. Buồn quá đi thôi. Buồn quá em ơi. Anh biết trách ai bây giờ. Chết nè. Hiện tại mình đang có cái chuyển sinh nhưng mà mình không xài nha bạn. Để tầm giữa trận hoặc là cuối trận mình xài là hợp lý hơn đấy. Bây giờ 0-1-0. Ui dồi ôi.
Cả tem mình mang được có một mạng như máy. Đúng không, làm gì có điểm hỗ trợ nào, mình cũng vậy thôi. Gì mà chơi nó. Đúng rồi. Lên trời này, choáng loài mồm này, hút cái gì đây? Đơ như cái cơ luôn, đóng băng trong cái sa mạc luôn. Đấy chứ trời, ui ôi. Trời trời, lên trời này. Ủa, kinh quá. Em tin được, vì tôi Nataya theo bạn nó xịt cái chương một mạnh vãi cái trưởng. Một em, có màu xanh màu đỏ ở đây. Này thì lên trời này, xảo này, chạy đi. Chạy mà ơi. Quay đây này, lên trời này. Ủa, hụt rồi. Láo nhở. Úi dồi, cái chiêu 2 của vị tướng dễ biết xa đấy nhở. Nó xa thật luôn đấy các bạn. Sao vãi linh hồn luôn ấy. Nó xa quá. Quá là xa. Này, chết nè. Bập. Ủa ôi. Thốn quá trời thốn luôn rồi. Chết nè. Úi giời ơi. Hư nè. Giờ mình sẽ lên cho nó cái chiêu bùng đổ nha. Láo nháo. Ôi, xong rồi. Nếu mà có Amelie thì may ra mình còn có cơ hội chạy. Chắc không có Amelie vào đấy là hát tung hụt là toi. Lâu rồi không chơi Azenka đấy. Trận này phế quá các bạn ơi. Không phải đâu, không phải do mình phế đâu các bạn. Nó do các bạn ngọc của mình không có ngọc phép đó. Đấy các bạn thấy sự lợi hại của khi mà mình không có ngọc. Các bạn phải chơi rất là khổ cực đấy không. Vì thế bạn nào mà không có ngọc á, không có tiền mua ngọc á, các bạn muốn chơi ngon ấy, các bạn phải vào trong shop của mình kiếm cái nick tầm có 200-300 nghìn gì đấy thôi. Có một cái nick gọi là ngọc 90 full phép hoặc là ngọc full sát thương, đánh rất là sướng. Mà không có ngọc một cái là các bạn có thể thấy không, mình đánh cực khổ vãi cả lều ra, đóng mè đóng băng này, đánh đam nó không có thấm các bạn ạ. Ngọc nó này thì xạo này. Lên trời, đầu xanh nó còn lại còn quá cầu băng xương. Mình sẽ fit em bạn nó xanh thế nhờ. Quá là căng luôn. Nếu mà các bạn có ngọc lúc đầu ấy thì đam các bạn nó sẽ to đấy, còn nếu không có ngọc thì đam nó bé tí như con kiến à. Và ngọc phép của mình hình như được có ngọc không 50-60 gì ấy. Chán đi. Không phải, cái đích này có nghĩa là lúc đầu á là mình nghĩ rằng là ngọc của mình nó đủ 90, nhưng mà đến khi mà pick trong Azenka rồi mình mới vào kiếm ngọc phép ấy thì nó rồi ngọc của nó có 60 à, mà toàn ngọc tàu lao. What, trời ơi. Này thì bay vào mà kiếm chuối này đơ như cây cơ luôn. Xảo này đóng băng. Nếu nát bị đóng băng luôn các bạn. Nhìn nó bựa nhờ. Đóng băng trông nó bựa nhờ. Bởi vậy đâm ra thì các bạn mà đánh mà kỹ năng mà các bạn sao đánh, ủa sao mình yếu như vậy, là do bảng ngọc của các bạn ấy. Một là các bạn kiếm tiền, các bạn đầu tư bảng ngọc. Còn hai là các bạn nếu mà không có vàng ấy, mà cày vàng nó cũng tương đối lâu lắm, cày phút bảng ngọc 90 lâu lắm. Bỏ ra 200-300 nghìn vào trong số của mình dưới phần mô tả đó. Vô chọn ngọc 90 luôn, ngọc phép này, ngọc sát thương này. Đúng chọn vào cái mục gọi là chọn nick ấy các bạn. Chọn đúng cái mục mà có ngọc luôn, đúng như hình luôn. Đấy là ngon ngay. Úi giời ơi, chết nè. Là các bạn có thể gọi là thoải mái luôn. Khi mà các bạn cầm một cái nick có bảng ngọc 90 full phép là phép nó sẽ tầm khoảng cỡ 80-90 tung phép. Với cả các bạn cầm một cái nick mà có bảng ngọc khoảng cỡ 50-60 là ngọc cấp 2 ấy, phép được 30-40, có khi là 50-40-50 thôi, không hơn được đâu. Nếu các bạn đánh các bạn biết liền, nó hơn nhau ở chỗ đấy ấy. Chứ nếu mà ngọc mà nó không hơn nhau ấy thì ai mua ngọc làm gì, đúng không các bạn? Ai mua ngọc ba làm gì? Họ còn khỏi sấy ngọc luôn đấy chứ. Nếu mà các bạn mà ngọc thấp ấy, các bạn phải rất cực khổ lúc đầu, nhưng mà sau này thì lại trở lại bình thường. Nhưng mà lúc đầu mới vào, nói chung là từ cấp 1 đến cấp 3 các bạn sẽ rất là khó khăn. Mình sẽ cướp luôn con bùa xanh của rừng cho bạn nha. Kệ nó, tổng đội thăm mình nó trò nó mất vũ trụ giữa luôn. Lấy con bùa xanh cái đã. Đó, yo. Sau này các bạn mới có thể mạnh được, chứ đầu trận yếu lắm, yếu nhớt à. Và các bạn ơi, biết không?
khi mà các bạn có tiền ấy, các bạn lại đầu tư bảo ngọc thì lại không có tướng chơi đó. Bây giờ các bạn bỏ ra 200-300 nghìn mua cái nick xong toang luôn, ngon luôn. 200-300k, nói chung là 300k là các bạn kiếm được cái nick tầm 30+ tướng đấy, bảo ngọc 90 tùy theo chọn thôi. Nick mình thì các bạn có thể chọn thoải mái mà, ví dụ như là các bạn có thể chọn xong rồi chọn một cái nick đó tầm 300k đúng không? Nếu mà các bạn mua ATM thì nó lại rẻ hơn nữa. Ủa cái gì vậy? Nó đông quá vậy, sao mà đông quá vậy? À, lên trời này đâu sẽ không hất tung được à? Nó bật cái chiêu cuối đâm ra không hất tung được các bạn. Này, bay lên trời này không đủ tầm. Úi giời, chỗ này mình hỗ trợ nhiều quá, trả được mạng các bạn. Còn năm được đó. Nếu mà các bạn nói chung là cái thứ nhất là đánh các bạn không đủ đam, cái thứ hai ngọc thấp ấy các bạn cũng chỉ toàn hỗ trợ thôi. Thì đam của mình đâu có để đủ để hạ gục các bạn, đúng không? Nó phải làm ấy. Ồ, ngon rồi. Đồng đội mình nó sẽ đam nó to hơn, ngọc 90 nó đập một cái nó chết luôn. Thế mình đánh một cái đấy nghe, mình phải đánh hai cái nó mới chết, nhưng mà cùng quá chạy đi. Sống ơi, trời ơi, sống nhanh sống nhỏ các bạn à. Cái này không phải là mình RP cái shop nick của mình đâu các bạn, mà đây là mình đang nói sự thật đó. Bây giờ các bạn nào mà kêu mà chỉ lên rank cao thủ mà cầm bằng ngọc cấp 2 không? Làm gì có. Không có đâu. Bằng ngọc cấp 2 đánh gọi là rank bạch kim, chơi vui kim cương thôi. Chưa lên tinh anh một cái là các bạn phải có bằng ngọc cấp 3, với lại ngọc nó kiểu là ngọc nó không phải là chuẩn nhưng mà cũng phải ngọc cấp 3, ngọc 90 hết rồi đấy các bạn. Chứ bây giờ kiếm một người mà trên rank cao thủ mà sử dụng ngọc cấp 2 là tương đối ít, thấp lắm. Khả năng mình đoán là không có luôn ấy. Ủa. Có ai đấy hết trơn. Tụi các bạn đang cướp bùa chứ. Quánh nó. Xe fit cho bạn hổ báo quá. Quánh bỏ vợ luôn chứ ngán. Dán nào. Chơi nó. Mình tới đây. Huệ tới đây. Choáng nè. Ủa ôi. Láo nháo. Ở lên trời. Bay vào mông nha. Wow. Chết nè. Bê nè. Láo nháo ở bưởi. Đánh như vậy mà không ăn được mạng nào. Chán thật sự. Buồn quá các bạn ơi. Natalia ở lên trời nè. Đóng băng nè. Băng con nhà bà đóng nè. Này quính nè. Chiêu 2 của vị tướng mình sẽ tăng mát chiêu 2 của vị tướng Azenka trước nha các bạn. Nào. Mọi người sẽ mình xử lý gọi là vị tướng. Láo nha. Chết nè. Anh ơi. Anh ơi, anh gì đó ơi, help me. Nó quýnh bỏ vợ em rồi còn đâu. Buồn đi. Hạ gục được vị tướng gì cho bạn thì cũng bị được cái con giải phít. Cái con giải phít nó cứ rình mình chọc biết mình không các bạn ạ. Khó chịu nhờ. Nó lên thêm cái huân chương tròn nữa để coi như là toang của mình rồi. Huân chương tròn này cộng thêm cái giày kiên cường nữa là coi như toang. Mình không thể nào mà solo hay với nó đâu. Lên trời này kéo vào hụt lóc hụt lơ nè. ADT mình phế
trận này ADT mình phế 19-24 rồi. Nhưng mà mình cũng không muốn nói làm gì, tại vì nếu mà mình chê đồng đội thì người ta sẽ nói mình kiểu như là đánh như mức kia mà cũng cùng chê người này người kia. Lên trời này, ôi đẹp quá. Đóng băng nè, hãy xem tôi đây. Chết nè, một em rồi. Một em rồi, sấy rất đẹp đến từ team tôi. Bây giờ team bạn đang lao vào hai team bay vào hỗn chiến. Bây giờ quân diệt tới Murat chém gió và cuối cùng hoàn cục được vị tướng Zephyr. Team bạn luôn rất là tuyệt vời. Team bạn chỉ có một mình Galatia để chơi với tôi. Hey hey. Gà gà đi các cậu ơi. Win rồi. Đố mai thoát được. Bay lên nè. Trời nó. Bật cái chiêu cuối ra rất khó chịu đến từ Azenka. Nhưng số lượng máu của mình bây giờ nó quá thấp. Chắc có lẽ mình sẽ không lao vào và mình quăng nó chiêu 2 thôi. Cho nó đẩy ra. Rất đẹp mắt. Vì tướng Murat bay vào chém rất ghê. Mình bắn cái chiêu 1 mà đất tung cứu chúng ai. Thôi đi về. Đây cho nó quyển trượng có hút máu cái nha các bạn. Ngon rồi đó các bạn. Ngon rồi đó. Vô mắn rồi đó. Bạn ơi. Ui giời, nó đá thế mèo, nó đá một cái con rơi chết luôn nửa cây máu. Đúng một phát một. Vãi Amelie. Mình tính làm clip Amelie ở clip này đấy. Để tặng sinh nhật bạn kia cơ. Nhưng mà thôi, làm Azenka tặng sinh nhật bạn ấy luôn cũng được. Chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ nha. Ôi giời ơi. Nói chung là hôm nay cũng mình thấy hình như là có mấy người ấy, mấy bạn fan cứng của mình hôm nay đều em sai rồi. Mình đang tính nói là hôm nay có mấy bạn fan cứng của mình sinh nhật. Mấy bạn luôn chứ không phải một bạn đâu, mấy bạn luôn. Rồi chúc các bạn hôm nay sinh nhật vui vẻ nha. Đừng quên ủng hộ mình nha. Gà đi các bạn ơi. Vẫn cà khịa thêm bạn được nha, mặc dù 5-6 đấy. Nhưng mà vẫn cà khịa đó là cái nghe thôi. Quát làm sao được. Đúng rồi. Quạt nó. Amelie ừ hay quá bạn ơi. Đá luôn. Có giáp của mạnh mà ngắn thì con giá nào. Quýnh quá vợ cờ cờ đấy chứ. Vui nhờ. Đúng rồi. Chết quá không vừa luôn. Ngon. Chích nó. Ui ôi, đang mình chết hết à. Chết rồi. Không sao, anh em cứ yên tâm. Mọi người xem mình này. Mình sẽ bảo vệ cái trụ gọi là từ A cho đến Z cho các bạn xem luôn. Ăn rồng đi. Các bạn có khôn thì ăn rồng đi nhá. Còn nếu mà có ý định lao lên mà tấn công cái trụ tên mình thì đó là một cái sai lầm quá là lăng lớn luôn. Anh ơi, người chạy đi, hãy xem tôi đây. Lao nhau này, hút này, đóng băng loài mồm này. Wow. Ở đây thì lao nhau này, bê mông lên này, double kill. Woohoo. Gà đi các bạn ơi. Trời ơi, một cái pha 1-2 đẳng cấp đến từ Azenka. Cái đồng đội mình nó phải thốt lên một câu tịch là khá quá đi. hay không, các bạn thấy hay không? Trời, hoa nó xử lý được đấy nhá. Được của nó luôn đi chứ đùa. Lâu lắm rồi mình mới chơi Azenka mà. Thật ra là hơi gà xíu mà các bạn thông cảm. Từ, bây giờ team mình có 5 người mà team bạn có 3 người. Quất con tà thần luôn. Ủi giời, ngại gì? Có cái gì đâu mà ngại. Quánh ta thần luôn. Các bạn không dám có cửa solo với mình đâu. Ui giời, 3 người mà nó đánh 4. Mặc dù thì cái nút tên mình ở đường dưới. Tính ra đường trên bây giờ hiện tại đang có 4 người đấy. Mẹ có con ta thần nó cắn đau thế nhờ. Ăn ta thần rồi kìa, ngon rồi kìa. Lật kèo. Vô mắn rồi các bạn ơi. Cứ tưởng trận này nó đầu thua cơ. Uầy. Chết mẹ. Đóng băng nè. Đẹp quá đi. Yeah. Lên trời. Ui. Sao mà tem tôi chết sạch đấy. Trời ơi. Chết nè. Bê mông nè. Wow. Tem bạn tiệt thì đông quá đi. Thua. Mất rồi hả. Úi giời. Hay quá. Được một em. Em teo. Mùa ra con giữ được lính không đây. Ừ. Hay quá. Chém luôn. Óc như mày không thua. Cũng mệt. Úi rồi. Ừ hay quá. Lại chết mấy con cua kìa các bạn. Một con lính. Giữ lại một con lính nha bạn.
Ê, có lính kìa, có lính. Gà. Ôi, 3128, xem tu nó phế vãi cả lúa ra luôn. Trang bị như thế này đẹp quá rồi, bây giờ mình có tiền thì mình cũng có bán cái ấy đi. Nhưng mà bây giờ không có tiền các bạn, bán trang bị đi mà đổi sang đồ khác thì cũng không có ấy đâu. Không đủ tiền lên đâu. Ha ha cơ à. Này thì ha ha với chúng tôi này. Chém nó. Này thì re pit với chúng tớ này. Rồi lên luôn, lung linh là lên luôn. Lên luôn. Rồi lên luôn, win luôn. Các bạn còn có ai? Ba người. Rồi rách nó ra rồi. À! Nhầm, im hộ cái hả? Cay rồi, bị cà khịa cay rồi. Lên trời này, quăng ở chỗ cuối này. Hai AT bị kéo rồi. Tịt được cốn nạn. Lên trời nè, rồi xong Gindu về hai AT chết méo con cua luôn. Cái định mệnh luôn nè, bay vào đây này. Ui tu hành ạ. À. Ôi giời. Ôi. Nói nhiều vờ cờ hay nói kệ người ta. Vui mà đúng không? Giời ơi. Cả khịa nó lỡ rồi, chơi lới luôn đi các bạn. Chơi tới luôn đi các bạn. Khô máu luôn. Thế bạn gà đi, không thắng được đâu. Tức lắm. Bé ra phía xanh không gánh được đem, tức lắm. Tí nữa mà thua thì nó còn cáu luôn á. Nhưng mà cố gắng. Đậu xanh nó. Ami về bạn ơi. Murat chém. Đúng rồi, lao ra. Đẩy lính thôi. Đậu xanh con lính to kia sao trâu thế. Rồi Amelie lao ra như một vị tần, bạn ấy đã nhìn thấy mục tiêu đó chính là Teona rồi lao vào tấn công Teona, mình có thể kéo lại và đi đá một phát Teona đã nằm xuống. Bây giờ các bạn đang hút vào, Amelie quyết định lao vào và tấn công một phát nữa thứ hai vào mặt vị tướng Ziu đã nằm xuống rồi, thật tuyệt vời. Bây giờ Amelie còn mục tiêu máu nhưng mà bạn ấy cấp chấn sẽ phải nằm xuống thôi, và nằm xuống rồi. Các bạn đang còn ba người, rất đông hung hãn, mình hất tung, mình quăng cái chiêu quái vô đẹp mang lương Azenka, đẹp quá bạn ơi, cờ rách với chúng tôi này rồi xong. Thế là coi như là tem bạn thật sự là không còn cơ hội để mà gỡ nữa rồi. GG nhanh còn kịp các bạn ơi. Nhanh còn kịp các bạn ơi. Tuyệt vời. Hàm quá ham rồi. Ui ơi, trận này đánh căng mãi các bạn nhờ. Căng thẳng vô cùng luôn. Này thì xạo này. Bay vào đây mà kiếm chuối này. Vô. Lấy đường trên này bạn, đậu xanh mấy bạn. Tem tôi nó còn ra nó băng trụ ở đường giữa cơ, cho trụ nó bắn một người chơi. Chán thế. Cuối cùng cũng win. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc rồi các mọi người đang xem clip vui vẻ nha. Đây là một trận đấu hay và hấp dẫn. Dài quá dài. Kệ không sao, chơi game vui là chính mà các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào phía sau nha. Muốn mua nick thì các bạn số của mình dưới phần mô tả video. Bye bye.